Hello cả nhà, nay Dương với nay tiếp tục đánh bắt cả nhà. Hiện tại thì tối giờ hai anh em đánh bắt rồi, giờ cũng sáng cả nhà. Trời sáng rồi cả nhà. Giờ Dương sẽ đi dọn đồ, Dương sẽ đi câu với Dương với anh hai sẽ đi bán. Tối này cũng Dương ngủ được mớ ghẹ cả nhà. Ghẹ này có thể luộc ăn nhà. Mới ghẹ xanh luôn đó. Đó. Được đồ cá rồi nha. Dương với hai tối là xảo cá lộn xộn luôn nha, cá đù đủ thứ luôn đó nha. Xảo nhất là thứ hai cái nha, đây mực tôm thẻ đâu, gai bò sáng ngày nó bò rồi, le lưỡi. Như đây không mở nha. Rồi tiếp này Dương với anh hai tiếp tục quýnh được cái rô bự đó cả nhà. Đây Dương bắt gì rồi coi. Dương với hai quýnh tiếp tục quýnh được còn cái rô bự nữa cả nhà. Còn này quá trời bự luôn à. Nghe không? Bàn tay xíu rồi nha. Quá trời đã không cả nhà, cũng mới mở rồi. Trời, chơi đến giờ đêm này có hàng của à, dần luôn à. Ờ, con này bự quá rồi, buộc mạng luôn à, quá trời bự rồi, càng nữa nè. Thôi chở ai con, chở giá coi như càng chở giá coi. Quá trời bự luôn của. Nhà hẹn cả nhà lớp sau, Dương kết thúc clip rồi cả nhà. Cả nhà nhớ xem phụ Dương nghe, bye bye.